Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Mục Vân sau khi rời khỏi chỗ của Doãn Chính Ân thì đã gặp phải người đàn ông bị huyết kiêu nhốt trong hang vì phạm sai lầm. Lúc đó, Mục Vân nói rằng hắn chính là đại sư tôn của người đàn ông kia vì đại sư tôn ấy cũng tên Mục Vân. Nghe đến lời ấy, hắn ta kinh ngạc nhưng cười phá lên. Ngươi ư, ha ha, tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi là ai nhưng ngươi muốn lừa gạt ta, chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? thấy thế mục vân tiến lên một bước đi gần tới người kia và nói ngược lại là ngươi có dám làm điều ấy không rồi hắn nhắc lại chuyện năm xưa ngươi tên là diệp thu ngươi đến từ thiên vận đại lục khi đó diệp gia là gia tộc lớn nhất ở thiên vân đế quốc đáng tiếc nó đã bị ba ngàn tiểu thế giới huyền không sơn phá hủy sau đó ngươi may mắn trốn thoát đi đến tam thiên tiểu thế giới ngươi muốn báo thù đáng tiếc thực lực của ngươi không đủ lúc này ngươi gặp được một người tên là mục vân ngươi thực sự ngưỡng mộ hắn và muốn tôn hắn làm thầy nhưng hắn không đồng ý thế nhưng là mục vân bây giờ lại hối hận muốn cùng huyết tôn tranh đoạt ngươi tên đồ đệ này nhưng hắn không muốn cho nên ngươi đồng thời bái hai người làm sư phụ lúc đó vân tôn giả một mình tiến vào thế giới bao la hắn không tin tưởng ngươi nhưng huyết tôn giả nhận ngươi vân tôn giả nói trừ phi ngươi đạt vũ tiên cảnh cấp 10 mới có thể đi tìm hắn ta nói như vậy liệu đã đúng chưa diệp thu nghe đến đoạn này thất kinh hét lớn ngươi không có khả năng tu vi của đại sư tôn cao siêu vô cùng trong khi ngươi mới chỉ là vũ tiên cảnh nhất trọng bất kỳ lão hồ ly nào sống vạn năm chắc chắn sẽ biết những chuyện này ngươi đương nhiên cũng không ngoại lệ đừng nói nhảm nữa mục vân lúc này thở dài cười khổ nói được rồi vậy thì chúng ta nói chuyện người ngoài không biết đi chỉ có ngươi biết mục vân biết huyết vương biết ngay cả huyết vương cũng không biết rồi mục vân kể tiếp câu chuyện hắn trở thành đệ tử của huyết tôn giả và chuyện bái nhập môn hạ của mục vân kể được một hồi thì diệp thu không thể phủ nhận được nữa quỳ xuống đất và một tiếng vang lên sư phụ cặp mắt của hắn lúc này đã tràn ngập nước mắt mục vân cũng rưng rưng và nói ngươi không phải không tin ta sao ta còn chưa nói xong ngươi còn nhớ lời ta nói không mạng sống của tiểu tử ngươi không chỉ là của ngươi mà còn là của hai sư phụ ngươi diệp thu lúc này dập đầu xuống đất hai mắt đã đỏ hoe đại sư tôn đồ nhi đã nhớ kỹ hết rồi sau đó hắn nói trước kia mình bị huyền không sơn đầu độc không cứu chữa được nhưng mục vân đã dùng máu thịt của mình để chế thành đan dược một hồi sau mục vân lau đi nước mắt đỡ diệp thu đứng dậy và hỏi tại sao hắn lại ở đây vì hồi trước tu vi hắn tăng lên không ngừng sát hại nhiều người để hoàn thiện thánh quỷ thể nên nhị sư tôn tức giận đã nhốt hắn vào đây và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu chính vì vậy diệp thu chờ đợi vạn năm chỉ vì huyết kiêu sau đó hắn vội vàng hỏi đại sư tôn ngài đã tới thế còn nhị sư tôn đâu Mục Vân thấy thế liền nói, ta cần nói cho ngươi một ít chuyện, ngươi nghe cho kỹ, hiểu chưa? Ta kiếp trước thân thể tự bạo nhưng linh hồn của ta vẫn còn may mắn trọng sinh vào một thiếu niên cùng tên. Thiên vân đế quốc, Trung Châu đại lục trỗi dậy, từng bước quật khởi, lại đến ba ngàn tiểu thế giới, nhưng vạn năm trôi qua, vạn vật thay đổi, con người cũng thay đổi, mà huyết kiêu hắn. Đến đây là hết tập 325 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.